Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3 Thị trường vàng vẫn trong xu hướng giảm liên tiếp về mức thấp nhất tuần tại vùng 1920 đô la Mỹ. Áp lực bán vàng lớn khi lãi suất ổn định ở quanh mức đỉnh nhiều tháng tại vùng 2,14%. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng điều chỉnh nhịp giảm liên tục, có thời điểm đã giảm tới 1 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, thời điểm cuối ngày, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý bất ngờ điều chỉnh giá vàng tăng trở lại. Qua đó, ở chiều mua của giá vàng miếng SJC giao dịch ở quanh ngưỡng 67 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở chiều mua 67 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 200 000 đồng một lượng, giảm 400 000 đồng một lượng ở chiều mua và 500 000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 1 triệu 200 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG giảm 300 000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 200 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch chiều mua và chiều bán là 1 triệu 200 000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 700.000 đồng lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 500 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 1 triệu 500 000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1921 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 3 đô la với tỷ lệ 0,18%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên ngày hôm nay 1911 đô la Mỹ và cao nhất 1924 đô la Mỹ một ao. Đồng tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 40.400 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã tăng 2,84%. Chỉ số UDNX, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh So với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 98,732 điểm, trong phiên đã giảm 0,28%. Lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn đứng tại mức 2,149% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 97 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại phú quý SJC giảm 100.000 đồng lượng chiều mua và 200.000 đồng lượng chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.800.000 đồng lượng Chiều bán 68 triệu đồng một lượng Tại Bảo Tiến Minh Châu giảm 100.000 đồng lượng chiều mua Chiều bán điều chỉnh giảm 200.000 đồng lượng Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66.830.000 đồng lượng Chiều bán 67.980.000 đồng lượng Mi Hồng SJC tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 800 000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 800 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim giảm 200 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 67 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB giảm 200 000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng Chiều bán 67 triệu 900 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng TB Bank Gold Giảm 500 nghìn đồng một lượng chiều mua Chiều bán đều trình giảm 400 nghìn đồng một lượng Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng Chiều bán 67 triệu 800 nghìn đồng một lượng Giá vàng STC chính nhất nhà các tỉnh thành chốt phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở chiều mua là 400.000 đồng một lượng, chiều bán điều chỉnh giảm 500.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 66.970.000 đồng một lượng đến 67.020.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 68.200.000 đồng một lượng đến 68.250.000 đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Và chiều mua hiện đang có mức giá 54.900.000 đồng một lượng Chiều bán 55.900.000 đồng một lượng Vàng nữ trang bố số 9 cũng có mức giảm tương tự 150.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán Và chiều mua hiện đứng tại mức 54.600.000 đồng một lượng Chiều bán 55.600.000 đồng một lượng Vàng nữ trang 24K giảm 148.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53.750.000 đồng một lượng, chiều bán 55.050.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 18k giảm 113.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 39.854.000 đồng một lượng, chiều bán 41.854.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 14k giảm 88.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30.568.000 đồng lượng và 32.568.000 đồng lượng. Vàng Nghĩa Trang này 10K giảm 62.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 21.338.000 đồng lượng, chiều bán 23.338.000 đồng lượng. Thưa các bạn, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang làm suy giảm nhu cầu đối với các loại tài sản an toàn. Vòng đàm phán thứ năm giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào ngày hôm qua thứ ba, trong lúc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở tại Kiev. Việc hai bên duy trì đàm phán đã là một tín hiệu tích cực, góp phần đưa thị trường chứng khoán của Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên ngày hôm qua. Một chút hy vọng mong manh rằng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn tới xuống thang căng thẳng, đã ảnh hưởng đến nhu cầu tìm kiếm hầm trú ẩn ở vàng. Tuy nhiên, trong lúc còn chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine, thị trường sẽ còn biến động mạnh và mức độ bất định sẽ còn cao, nên nhà đầu tư vẫn có nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn như là vàng. Việc giá dầu thô lao dốc xuống dưới mức 100 đô la Mỹ một thùng là một trong những yếu tố tác động đến hướng đi của kim loại quý. Giá dầu thô giảm mạnh sau khi Trung Quốc thông báo phong tỏa thêm nhiều thành phố trước lo ngại đại dịch Covid-19 lây lan. Trước đó, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này cũng đã phong tỏa thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc. Việc áp đặt lệnh phong tỏa trên diện rộng do Covid-19 được cho là có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, khiến cho giới đầu tư cân nhắc lại dự báo về nhu cầu dầu mỏ. Áp lực mất giá đối với vàng còn đến từ việc Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày sẽ kết thúc vào dạng sáng ngày mai, ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là đợt nâng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương này kể từ năm 2018. Khả năng phép nâng lãi suất để đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng mạnh trong những phiên gần đây, gây áp lực giảm giá lên vàng. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt trên mức 2,14% trong phiên ngày hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2019. Nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Sasso nhận định, thị trường đang chờ xem Fed sẽ phát đi tín hiệu như thế nào, sẽ cứng rắn tới mức độ nào. Điều này sẽ quyết định triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn. Do đó, phiên Mỹ đêm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chắc chắn sẽ biến động mạnh. Ngày mai thứ năm, ngày 17 tháng 3, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo xu hướng này. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 trên kênh của Minh Phát, đến đây công xin được khép lại. Mình phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn buổi tối thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Nếu như các bạn yêu Kim lại Quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like và hãy bấm đăng ký kênh nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.